Xe này đã chạy được 2 vạn 7, được sản xuất năm 2017, tức là bây giờ đã đi được 4 năm sử dụng. 2 vạn 7 chia cho 4 năm, tức là mỗi 1 năm là đi tầm độ khoảng 6.500 cây. Chia cho 365 ngày là tính ra mỗi một ngày là đi 18 cây. Tức là nôm na là chủ xe này cách cơ quan làm việc khoảng tầm 9 cây, cả đi cả về là 18 cây trong vòng một ngày. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Enica Việt Nam. Kính chúc các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng, một ngày cuối tuần thứ bảy có nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Thì ngày hôm nay tôi xin làm một clip giới thiệu một chiếc xe rất là đẹp, rất là cực kỳ là đẹp về chất xe, về cả thẩm mỹ, và mẫu xe này nó chạy cực kỳ là ít. Vâng, đó chính là chiếc EcoSport phiên bản Titanium, được sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ đầu. Xe mới chạy zin được có 2 vạn 7. Đó, 2 vạn 7. Chuẩn luôn nhá, con số này là chuẩn luôn. Nó mới kinh khủng khiếp luôn. Đây, bắt đầu thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn về phần nội thất của chiếc EcoSport 2017 này, xem là một mẫu xe mà chạy chưa đến 3 vạn thì nó còn mới như thế nào, và nó tư nhân một chủ, nó giữ xe như thế nào. Biển Hà Nội nhá các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng xem nhé, cái phần trần xe này. Đó, cái phần rèm của cái phần cửa sổ trời. Đấy, ni lông còn chưa thèm bóc này. Đó, cực kỳ là mới luôn. Rất là mới, chủ rất là giữ gìn luôn, ni lông không thèm bóc. Rồi mọi người nhìn cái phần trần nỉ của nó nhá, nó rất là sáng, sạch sẽ này. Đó, những cái phần tấm chăn nắng như thế này, cảm giác mở ra nó còn rất là nặng, rất là khít, nó rất là giữ gìn luôn. Cửa sổ trời thì vừa nãy tôi đã nói rồi. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần táp lô của chiếc EcoSport phiên bản Titanium này. Những cái phần nhựa đen mọi người nhìn đúng không ạ, nó còn rất rất là mới luôn. 2017 cực kỳ là hiếm một mẫu xe nào mà nó còn mới như một chiếc Eco như này. Đó, mọi người nhìn đúng không ạ, cái phần nhựa bóng như này nhá, cái bảng điều khiển trung tâm của nó này, phần nhựa bóng này còn đen tuyền như này. Tất nhiên là cái nút bấm này nó rất là nhẹ nhàng. Rồi chúng ta nghe thử luôn âm thanh của hệ thống giải trí của chiếc Eco này, được trang bị 6 túi khí nhá. Nghe, chúng ta nghe thử tí. Đấy, là một bài dân ca trữ tình cho nó yêu đất nước Việt Nam. Đấy, mọi người nhớ 6 loa nhá, 6 loa. Đó. Rồi các bạn nghe thấy có hay không ạ? Cực kỳ hay luôn. EcoSport khi mua mẫu xe này về, chúng ta không cần phải tốn tiền đầu tư thêm những ví dụ như là loa sắp, loa trầm đấy. Mọi người không cần phải đầu tư nữa, bởi vì âm thanh của nó nghe rất hay, rất là chắc rồi. Rồi xe được trang bị là điều hòa tự động này, mát cực kỳ là sâu luôn. Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, điều khiển giọng nói và một số phím điều khiển âm thanh chuyển bài ở trên đây. Đó, mọi người nhìn nó, những nút bấm của nó này nó còn mới kinh khủng như này luôn. Phần vô lăng cũng thế, chạy chuẩn 2 vạn 7. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Cả củ số này mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy. Tức là về phần nội thất của mẫu xe này nó chỉ hơi bụi một tí thôi. Đấy, ngoài ra này nó không có vấn đề gì chê. Rồi ghế da nhé, mọi người nhìn ghế da của nó này. Ghế da màu đen được thêu chỉ màu đỏ, nhìn nó thể thao rất là đẹp. Rồi ghế da thì căng đét luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Rồi những cái phần sàn bên dưới chủ còn rất là kỹ nhá, mọi người nhìn nhìn này.
được bọc sàn da rồi này, xong lại bên trên lại một tấm cao su này, xong lại một tấm cao su nữa này, quá là cẩn thận luôn. Rồi về phần nội thất thì chúng ta sẽ tìm hiểu thế thôi. Về trang bị an toàn thì mẫu xe này cũng được trang bị tương đối là đầy đủ các tính năng an toàn. Ví dụ như là được trang bị những 7 túi khí. Đó, một mẫu xe được trang bị những 7 túi khí cực kỳ là hiếm luôn. Tiếp theo nữa là có phanh ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, VSC, đầy đủ hết rồi. Form à. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu qua về phần nội thất và bây giờ chúng ta sẽ xuống xe để xem chiếc xe này, phần ngoại thất chủ xe có giữ gìn được như cái phần nội thất của xe hay không. Rồi, xin mời các bạn. Vâng, thưa các bạn, thì tôi đã vừa chủ đánh mẫu xe này lên chiếc vỉa hè ở trên đường Hà Nội như này đây. Thì mọi người có nhìn thấy là cái thế mạnh của dòng crossover EcoSport và được mệnh danh là ông vua đường phố. Thế mạnh của nó chính là đây. Khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này là lên đến 200mm. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Cực kỳ là cao luôn. Có thể nói là nó đứng đầu trong phân khúc về khả năng cái khoảng sáng gầm xe này của nó. Và tiếp theo nữa là cái khả năng lội nước của chiếc xe này tôi nhớ không nhầm lên đến 550mm. Cực kỳ là ấn tượng luôn. Nên là đi mua mẫu xe này đi đường Hà Nội, đi đường thành phố nhé, không bao giờ sợ lo bị xe ngập nước. Đó, phần đầu xe mọi người nhìn đó, nó còn rất là đẹp, tất cả mọi thứ còn nguyên bản. Có một cái chi tiết hơi lạ ở đây, đó chính là cái phần nắp cứu hộ này nó bị rơi ra rồi, chứ không phải là xe này nó bị đâm đụng ở đâu mà phải tháo ra để cứu hộ nhé. Tôi khẳng định 100% xe này khung gầm của nó nguyên bản 100% luôn. Đây là cái nắp cứu hộ nó bị rơi chứ không phải là xe cứu hộ kéo về đây. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn phần đầu xe. Tất nhiên thì một chiếc xe chạy được có 2,7 thì nó nguyên zin hết toàn bộ rồi. Đó, phần cụm đèn pha này hơi tiếc một chút thì nó chỉ là đèn halogen thôi, nhưng công năng chiếu sáng của nó thì vẫn còn là tuyệt vời, đèn trong suốt luôn. Cụm đèn gầm này cũng thế, cực kỳ là đẹp. Rất là thích cái phần tôi rất thích cái phần mặt ca lăng của chiếc EcoSport này. Đó, nó rất là khỏe khoắn, những thanh ngang như thế này cộng thêm cái giải chrome nhìn chiếc xe nó khỏe khoắn, nó sáng xe hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta cùng sang phần thân xe này. Đây, mọi người lại bảo là tại sao mà chiếc xe chạy được 2,7 mà đã thay dàn lốp rồi. Thì mọi người nhìn thấy đây, lốp thì có thể chủ xe đầu tư chỉ tầm 3 vạn thôi, gần 3 vạn là người ta thay một cái dàn lốp mới để đi cho nó đỡ ồn, nó an toàn hơn. Đây là chuyện bình thường. Đó, xe chạy có 2,7 thay lốp là chuyện hết sức bình thường, không phải nhất thiết là lốp zin, bởi vì có thể lốp theo xe nó sẽ không được xịn như lốp người ta thay đây. Mọi người nhìn đó, những phần gai gió của chiếc lốp mà người ta vừa thay nhá. Đấy, lốp rất mới luôn, cực kỳ là mới. Rồi mọi người nhìn thấy cái phần mâm của chiếc EcoSport này, dạng nan hoa, rất là đẹp. Phanh trước là phanh đĩa, tôi không biết là phanh sau như thế nào, tôi không nhớ nữa, lát nữa chúng ta cùng xem phần sau. Đó, phanh đĩa thì vừa nãy cũng đã nói về công nghệ an toàn của chiếc EcoSport này rồi, nó full luôn. Rồi những cái phần lòng bè bên trong, tất nhiên là đi đường Hà Nội thì nó không bao giờ có chuyện mà nó bị vỡ, nó bong chóc này rồi, nguyên zin hết, rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta có một cái bậc lên xuống được chủ xe độ thêm. Rồi những cái phần nhựa đen như thế này, mọi người nhìn thấy không ạ? Những cái phần này nó thường xuyên tiếp xúc với khí hậu ở ngoài, nhưng cái phần nhựa đen này nó còn rất là ổn nhá, rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Đây mọi người nhìn thấy không? Khoảng sáng gầm xe này nó còn cao như thế này mà, khá là ổn. Rồi chúng ta nhìn thấy gương chiếu hậu ở đây thì hơi tiếc một chút, thì EcoSport không có phần gập điện mà chúng ta sẽ phải gập bằng tay này. Thì mọi người có thể độ cái option này ở ngay tại NK Việt Nam với mức giá tầm độ khoảng 1,5 triệu. Đó, có một cái giải đèn xi nhan ở đây, nó cũng chỉ là đèn halogen thôi. Rồi phần cửa sổ trời thì tôi đã nói rồi, nó có thêm một cái giá ở đây hai bên, nhìn chiếc xe nó mang một phong cách địa hình khá là ổn mà đi trong phố. Rồi chúng ta cùng mở cánh cửa ra. Thì mọi người nhìn thấy đây, xe đã được trang bị là hai nút bấm thông minh ở trên cánh cửa, nó gọi tên là keyless entry ở đây. Đó, mọi người không cần dùng chìa khóa mà chỉ cần bấm nút này là chúng ta có thể đóng mở cửa rồi. Và khi nói về Ford thì chúng ta không thể nhắc đến hệ thống khung gầm của nó, đóng cửa rất là chắc chắn luôn, khít cực kỳ luôn. Mẫu xe này thì toàn bộ là, đây là mẫu crossover nên là có 5 cánh cửa, keo chỉ toàn bộ 5 cánh cửa, nguyên zin hết. Đó, nó còn chưa bị tháo ra cơ. Rồi, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mọi người nhìn từ xa phần thân xe của nó nhé, rất là đẹp, rất là trường xe luôn, và khá là thể thao.
Rồi, chúng ta cùng ngồi thử hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai rất là rộng luôn, ghế da ngồi rất là thoải mái. Đó. Tất nhiên cánh cửa sau cũng chưa tháo ra, toàn bộ là phần keo chỉ của nó vẫn nguyên zin hết toàn bộ luôn. Đây mọi người vừa nãy đó, tôi nói này, cái phần sàn nỉ này đã được bọc thêm phần sàn da này, rồi lót thêm tấm cao su này, xong lại cao su bên trên này. Đó, chủ rất là yêu xe, giữ gìn xe cẩn thận thì người ta mới đầu tư như thế. Rồi, toàn bộ hết cánh cửa rồi kính lái, kính đằng sau đã được chủ dán phin cách nhiệt đầy đủ hết rồi nhé mọi người nhé. Mua chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng vào thôi. Và đây là cảm biến zin theo xe của chiếc EcoSport 4 mà. Cái cảm biến này cực kỳ nhạy luôn. Đây vừa nãy tôi cũng chưa nói cái phần lốp đằng sau đây mọi người nhìn thấy không? 4 lốp vừa mới thay xong, mới tinh tình tình luôn. Đó. Rất là lợi thế khi muốn mua một chiếc xe cũ, mình không cần phải đầu tư quá nhiều. Rồi tôi nhớ không nhầm là chủ cũng đã độ thêm một cái cam lùi ở đây, có cảm biến lùi, có thêm cam lùi nữa, rất là an toàn. Lốp sơ cua chưa hạ. Tất nhiên thì tôi cũng không có cái chìa khóa mở ở đây nên là tôi không mở cho các bạn xem cái lốp sơ cua được. Rồi cánh cửa đằng sau cũng bằng nút bấm. Đây. Và chúng ta cùng xem phần cốp nhé. Rồi đây mọi người xem cái phần ốc bản lề của cánh cửa sau. Đó, nó đẹp như thế này không? Kinh khủng luôn. Rồi mọi người nhìn thấy phần cốp của chiếc EcoSport này nhá, nó rất là rộng luôn. Hàng ghế thứ hai này chúng ta có thể gập 40-60, tức là nó thành một cái cốp phẳng, có một cái dung tích chứa đồ rất là lớn để mọi người đi, nếu mà trong hai đi hai người mà muốn chở thật là nhiều đồ. Rồi chúng ta cũng đóng cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó. Thế thôi, chúng ta đã xem qua cả phần nội ngoại thất của mẫu EcoSport phiên bản Titanium đây. 2017, đây là phiên bản cao cấp nhất từ sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ. Rồi chúng ta đi tìm hiểu qua nốt phần động cơ, phần hộp số của chiếc xe này. Vâng thưa các bạn, đây chính là khối động cơ của chiếc EcoSport phiên bản Titanium 2017. Về chất lượng thì NEK đã kiểm định rồi, động cơ của chiếc xe này cũng hoàn toàn là nguyên zin. Về hộp số thì mẫu xe này đã được bảo hành hộp số ở trong hãng nên mọi người rất là yên tâm khi mua xe ở NEK. Tất cả các dòng xe EcoSport những phiên bản cũ từ 2014 đến 2017 sử dụng công nghệ hộp số Power Shift thì sẽ được NEK check rất là kỹ. Tất cả các xe đều phải là hộp số ổn, đảm bảo hoặc có thể là đã bảo hành trong hãng rồi thì NEK mới bày bán những mẫu xe như thế này. Rồi, tiếp theo nữa về động cơ thì xe được trang bị động cơ là 1.5 lít hút khí tự nhiên, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh ra 110 mã kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Đó, 110 mã, rất là ổn khi đi trong phố rồi. Rồi về cái phần khung gầm đằng trước thì mọi người nhìn thấy đây, những cái phần ốc cabo cũng chưa bị tháo này. Rồi những phần keo chỉ của phần cabo nó còn nguyên zin hết. Kể cả những ốc tai như thế này nhá, ốc tai của chiếc EcoSport này nó cũng chưa tháo này, nó còn đẹp như thế này cơ mà. Đó. Rồi toàn tiếp theo nữa là toàn bộ xương dàn đầu này, giằng giật của chiếc xe nó hoàn toàn là nguyên zin hết. Rồi tôi cũng đóng nắp cabo lại. Vâng thưa các bạn, thì vừa rồi là clip giới thiệu về mẫu EcoSport phiên bản Titanium được sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ từ đầu, chạy chuẩn 2,7 vạn, tức là vừa nãy tôi đã tính rồi, mỗi một ngày chủ xe đi có 18 km thôi, hoàn toàn chính xác 100%. Rồi mẫu xe này hiện tại NEK đang chào bán mức giá là 475 triệu đồng. Các bạn mà yêu thích dòng xe này, xem clip thì hãy có thể gọi cho tôi theo số điện thoại là 0911241881 để dinh mẫu xe này về. Đó, một mẫu xe cực kỳ là an toàn, giá rất hợp lý, chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Một mẫu xe khá là an toàn và cũng tương đối là tiết kiệm nhé, không phải là tiêu hao rất là nhiều nhiên liệu đâu. Rồi mọi người xem clip thấy hay thì xin hãy like, chia sẻ để anh em có thêm động lực làm những clip giới thiệu xe tiếp theo. Rồi, mẫu này rất là hot nhé, mọi người hãy cố gắng gọi thật sớm để sở hữu mẫu xe này. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.